siêu phẩm anh em ơi. Hello anh em, Hoàng Ca chào tất cả các anh chị em và cô dì chú bác nha. Siêu phẩm nha anh chị em. Hôm nay Hoàng Ca sẽ quay một siêu phẩm, gọi là siêu phẩm. Cọp này là cọp dữ, dữ hơn con cọp mà đang ngồi trên xe luôn nha anh em. Cọp kia đi chỗ khác chơi hơn cọp. Để quay cọp này coi. Đây, đúng chất là một cọp nha anh chị em. Đây là SH, số máy 109 đầu 150, xe năm sản xuất 2011. Xe đập thùng sao nó y vậy luôn nha anh chị em. Trắng Sporty, zin 100%, Hoàng Ca nói 100%. Like một con ốc dù là nhỏ nhất, Hoàng Ca sẽ tặng cho anh chị em một con xe luôn. Dẫm tốt chỗ nào Hoàng Ca sẽ tặng cho anh chị em con xe luôn. Ốc bánh trước sau hoàn toàn chưa mở 100% luôn. Vỏ xe theo xe nó như thế này luôn, còn tự nút ruồi ở giữa này luôn. À, đây. Đôi lúc anh chị em có tiền nhưng không biết kiếm được con xe đẹp gì để mua hay không ha. Thật sự mà nói, thật sự mà nói, nhìn ở trong à, con xe này Hoàng Ca mua con xe cũng không cần mà phải tháo ở trong ra để coi để làm gì hết, vì nó mới như thế này để coi để làm gì nữa ha. Ha, từ cái đầu nhám ha, từ cái chá đèn, từ cái bao tay, từ cái đa thắng, từ cái bên trong này ha, từ cái đứt sơn thùng yên, có chế yên nè, khoái nhất là cái yên nè. Sporty 2011 thì cái này là đen bóng nha, cản bóng ha. Cái hai cái lỗ tai thì cũng là đen bóng ha anh chị em. Qua bước qua 2 số 1, 3 số 1 thì nó, nếu mà nó có Sporty zin á thì nó màu là nhám. Mà bây giờ đi một kiếm một con xe đúng chất Sporty á rất là hiếm nha anh em. Điểm trên đầu ngón tay. Xe 765 km, tour 1 km, tặng cho anh chị em luôn. Không đóng, không bán ngàn nào. À, Sporty thì cái này đen xịn luôn. Anh chị em có lấy cái dao cạo ra thì nó vẫn là màu đen luôn ha. Còn nếu mà không phải sơn á thì anh chị em chỉ xịt nước hay rửa thì nó chốc giống như chó bị xà mau ăn vậy ha. Que xịn từng đi từng tí, nói đó là không thể nào mà kiếm được con xe nó đẹp như thế này nữa. Nói chung mua bán rất là ít khi gặp được Hoàng Ca chuyên săn cọp đó. À, có cọp là Hoàng Ca chơi à. Mà cũng rất là ít đó, mua bán mà còn hiếm gặp gì thì anh chị em mà mua thì nó rất là khó khăn nữa ha, không phải dễ tìm đâu ha. Không dám rửa luôn nha, con xe này cũng không dám lau chùi luôn nha, kệ nó bụi bặm thì kệ nó luôn ha anh chị em. Coi cây bô nè, càng nhìn càng ghiền luôn cái dĩ bô nè ha. Con xe này Hoàng Ca sẽ quay tới quay lui quay xuôi quay ngược quay vòng vo cho anh chị em xem ngắm nghía cho nó đã. Cũng ở bên sườn nó trắng như bông bưởi, đồ xi nó nè, ốc nè, nó dày như một cao, nó chưa có chạy xước cái đĩa là gì đó luôn, tại vì có chạy đâu mà chạy. Cái bô nè, đen thôi rồi, thấy không, đen giống như Hoàng Ca luôn. Cái xe mới thì cũ nhìn được cái chữ này không biết nó là gì em thấy không. Ở bên dưới nữa anh chị em coi nhìn cho nó đã mắt luôn. Cái lường nó làm chưa đã, cái lường ha, chưa dính giờ nữa. Dạ. Không thể nào mà tìm ra được như vậy, đẹp như thế này đây. Ha, chỉ đỏ ha, đỏ lơm luôn. Cái yên nè, mốt nè. Dấu chì nguyên zin luôn, chưa hề bấm lại là gì luôn, đúng một cái yên một nha. Thùng yên nè, nắp xăng nè, ốc này chưa dấu mở ra rồi, chưa có nhám. Phải nói là có màu 02 nha anh chị em, thật sự là vậy. À, rất là khó khăn mới săn được những con cọp này anh chị em, mà nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì nó cũng còn luôn ha. Nhìn trong của nó nè,
mấy xe này hoàng ca không có tháo ra để rửa bên trong nha anh chị em. Nhìn từng ngóc cửa có dấu tháo vậy đó. Nên anh chị em thông cảm nha. Anh chị em nào muốn mua thì đến tận nơi đi, muốn tháo gì chốt tiền đi hoàng ca tháo cho anh chị em xem. Con xe, những con xe này anh chị em á, nói mà bảo hành 1 năm 2 năm gì bảo hành cho anh chị em có thể 10 năm cũng không hư, để sửa nó cũng không hư nữa. Thật sự là vậy luôn ha. Mà nhân mua xe này về anh chị em chắc chắn là không có dám chạy rồi ha. Nó mới gì chạy nhót ruột quá, giờ tìm đâu ra nữa. Thôi, mình ca chào tất cả mọi người nha.